cái sự hỗ trợ của chồng em trong trong cái giai đoạn mà em nuôi con rồi có bầu tiếp đứa thứ hai như vậy, em có đón nhận được nhiều hay không? Cũng may mắn là chồng cũng lúc nào cũng kề bên á. Em sanh thì chồng lo lắng chăm sóc suốt 24/24 luôn, rồi tự lau cửa mình cho mình luôn. Dạ, bản thân mình ấy, thì phụ nữ còn thấy là rất là ghê nữa, nhưng mà chồng thì cứ bình thường và vui vẻ, cho nên là mình cũng thấy đỡ một phần nào đó. Anh làm điều đó một cách tự nguyện hay là phải được nhờ? Dạ, tự nguyện luôn chị. Vậy là cuộc sống gia đình rất là vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm, không có cái chuyện gì để phải bàn cãi hết, đúng không? Dạ. Có cái điều gì trong cái việc chăm con của anh mà em cảm thấy là khen thì khen thiệt nhưng mà vẫn có những cái nó vẫn lấn cấn lợn cợn không? Thật ra em biết nè. Trời, em ghê vậy Lan. Ở trong hậu trường em có nghe rồi. Trời, thôi mai mốt chơi không đánh lẻ gì, chơi đánh lẻ thì ai chơi lại MC rồi. Em nói cho chị nghe, mình gặp khách mời mình phải lại mình nói chuyện với khách mời chứ. Trời ơi mai em phải quan tâm ghế rồi chứ. Giờ tôi ngồi tôi đợi trước luôn quá. Để ra nãy bạn này có chia sẻ một cái câu chuyện là hả, anh chồng anh rất là mê chơi bida. Ủa thiệt không em? Dạ, thiệt. Rất là hay xin đi chơi. Khoan, như lúc đó là biết từ hồi trước cưới hay là sau này mới biết là ông có cái mê đó? Dạ, trước cưới là đã thấy ông mê rồi. Đi nhiều hơn. Nhưng mà nói nhưng nghe mà nào, sau cưới thì hạn chế. Thường á, các bạn nữ có cái tính rất ngang ngược. Đó là trước cưới đúng không? Cái thấy bạn chấp nhận á. Mà đặc biệt là vậy nè, thấy bạn trai mình mê pizza đúng không? Cái cảm giác là ảnh hôn Trang Nam Nhi đứng hay cầm cây gậy pizza đúng không? Bác trời ơi, nó xoái ca gì đâu. Đó, nhưng mà sau khi cưới xong rồi cảm thấy muốn cầm ấy. Dạ, em tên là Phạm Ngọc Nhi. Năm nay em 22 tuổi và hiện đang bán hàng online tại nhà. Em có bao nhiêu bé rồi? Dạ, em có hai bé. Tuổi bé lớn là 18 tháng bé trai, còn bé nhỏ là gái và được 4 tháng. À, tức là hai con đang rất là sát sao nhau như vậy. Dùng theo từ của ông bà xưa đó là năm một hả? Dạ. Cảm giác lần đầu tiên hả Lan hả? Đúng rồi, dạ. Lần đầu tiên khi lần mà mình tiên biết tin mình có thai, thời điểm đó nó diễn ra như thế nào và cảm xúc của mình ra sao nè? Dạ, thường thì em hay bị trễ kinh. Gặp vấn đề chồng á, thì ngày hồi bé là có một cái vấn đề phải mổ, cho nên là bác sĩ nói với gia đình là khả năng vô sinh khá cao. Hai vợ chồng vẫn gần gũi và yêu thương bình thường. Nhưng mà bình thường thì mình trễ kinh khoảng 2 tuần thôi. Lần này á, thấy sao lâu quá, tới 8 tuần vẫn chưa có kinh. Có nghĩa là thực ra cái việc trễ kinh của em nó cũng rất là chu kỳ. Dạ. Nó cũng rất trễ kinh, rất là đều đặn. Xong rồi em mới nói với chồng, chồng mới kêu là thử que thử đi, biết đâu lần này mình may mắn thì sao. Nhưng mà hai vợ chồng về thử que á, hai lần đều không có lên hai vạch. Chồng mới hả nói cho mẹ chồng nghe, nhờ sự trợ giúp của mẹ chồng thì mới được 5 giờ sáng tò mò. Mẹ chồng kêu dậy thử. Thì mẹ chồng được lúc được lên liền, chống ba dậy lên liền, hai vạch đậm luôn. Mẹ chồng em là người dùng sử dụng cái que đó thử cho em. Dạ. Thế là lên, em hết hồn cũng tưởng nói là mình nằm mơ không á. Lên báo tin cho chồng, hai chồng á tỉnh luôn. Rồi rất là vui mừng là chuẩn bị đồ là đi khám liền luôn. Có nghĩa là chồng cũng chuẩn bị sẵn một cái tâm thế là cái việc có con là một cái hành trình rất là khó khăn của hai đứa. Cho nên là tỉnh luôn. Dạ, tỉnh luôn. Hiếm ông chồng nè, hành mới trình này mấy năm ngủ. Đúng rồi. Hành trình chết với mẹ bỉm sữa mấy năm mà cái chuyện mà báo với chồng tỉnh luôn là thấy cũng ít dữ lắm đó. Rồi sao? Kết quả khám thai? Có tim thai, có phôi thai trong tử cung được 8 tuần. À, có nghĩa là đúng rồi, tại vì cái thời gian mà bạn này bị trễ nó khá lâu. 8 tuần là 2 tháng nha em. 2 tháng là cũng em bé đúng là cũng rồi. To rồi dạ. Chứ. Cũng thấy mình may mắn, ai cũng mừng hết á. Bắt đầu là tẩm bổ trong cái thời gian mang thai cho em rất là nhiều. Vậy là em đã bước vô cái giai đoạn trở thành nữ hoàng của gia đình. À, cái này gọi là hoàng quý phi. Nhưng mà em có ngán không? Dạ có, thời gian đầu thì em ngán ăn như là ói ra hết. Với lại em bị khó chịu là mùi khô mực. Mà gặp trùng hợp toàn là gặp những chuyện về liên quan tới khô mực đồ nướng. Chẳng hạn như là đang đi mua đồ, tè đi vô. Chị ơi đồ đó nãy kia, bắt đầu hửi, thấy khó chịu rồi. Cái em mới tìm xung quanh, ủa khô mực ở đâu cho ta để biết. Ai nướng mà lát nữa mình né, lát nữa mới nhìn xuống, táo quả. Chị nướng khô mực ở ngay dưới đất, cái là nghỉ mua luôn đi về liền. Rồi người ta có nói gì em không? Dạ không, thì em cũng dạ cảm ơn chị, lần sau em ghé. Các bạn có cảm giác như là khi mình đã ngán cái đó, cái tự nhiên mình đi đâu á, nó cũng gặp. Thực ra không phải như vậy, chẳng qua là tại vì đến cái lúc đó mà mình ngán, tức là mình buộc phải tập trung vào cái điều đó. Cái bỗng dưng mình để ý về nó nhiều hơn. Cái mình phát hiện là
trời sao đi đâu cũng gặp cái mà mình đang rất là rất là muốn né. Chứ thực ra ngày nào thì nó cũng vậy thôi. Bữa nay chị nói điều này em mới để ý, đúng là vậy. Vậy luôn phải không? À, dạ đúng là khi mà người ta giống như người ta kêu là ghét của nào trời trao của đó. Tức là khi mà mình đã không thích cái điều đó thì mình dễ bị tập trung vào cái điều đó nhiều hơn. Đúng. Và mình thấy nó trước tiên. Ừ. Cái gì mà mình ghét là mình thấy nó trước tiên. Cho nên đó là lý do mà bạn nói cứ đi đâu là cũng gặp là vậy. Ừ. Rồi ngoài cái chuyện ngán đó thì trong cả cái suốt quá trình mình mang thai á, là mình có xảy ra một cái vấn đề nào khác nữa không? Con em tầm được 6 tháng á, bác sĩ có nói là bị một dây rốn cuốn cổ mà một vòng á, thì rất là nguy hiểm. Cho nên là về là bác sĩ cho một cái bài tập với lại phải theo dõi được cái nhịp đập của em bé. Rồi em về cũng làm theo, nhưng mà một tháng sau thì đi khám thì may mắn là đã ra khỏi cái cổ của bé rồi. Thực ra cái tình trạng đó thì nó khá là nguy hiểm. Bởi vì cái dây rốn thực ra nó là cái đường truyền thức ăn. Nó là toàn bộ những cái đường truyền sự sống mà từ mẹ chuyển qua cho con. Mà thường mấy anh chỉ nằm ở trỏng, mấy anh chỉ rung lắc được các kiểu cựa quậy. Thì đôi khi cái tư thế nó bắt đầu làm cho cái sợi dây đó nó quấn. Và cái việc quấn là một, xoắn dây là hai. Tức là hiểu một cách đơn giản là nó bị tắt cái nguồn sống. Và thực sự là cái chỉ dẫn là theo dõi nhịp tim là một cái chỉ dẫn mà hầu như là chúng ta phải rất là chú ý. Về cũng lo lắng lắm. Tự vì nhịp đạp á phải theo dõi kỹ từng phút luôn. Nó không thể nào mà bỏ sót một cái giây phút nào được hết á. Nhưng mà gia đình thì như là đi bộ, thường bắt chồng ngày nào cũng phải chở đi ra công viên á, rồi đi hơn cả chục vòng như vậy đó. Để cho dễ xanh. Đã ông chồng chở mình ra công viên. Dạ, ngày nào ông chở ra đi ông ngồi ông đợi mình đi hay ông đi chung? Dạ, đi chung luôn. Tôi tưởng đâu chở ra được tới công viên mà còn ngồi đợi để đi bộ là cũng kỳ lắm á. Không có nhiều ông chồng cũng kỳ lắm nha chị. Thì có cho nên chị mới hỏi đó. Chở ra tới công viên xong rồi em đi anh ngồi đây anh đợi, chừng nào đi xong rồi tới đây nha anh chở về. Trời ơi. Nếu là chị thì chị có đi không? Không. Phải đi chung. Đúng rồi, phải đi chung mà. Bởi vì nó có rất nhiều tác dụng. Cái cảm giác được cùng đồng hành. Yeah. Và nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến cái vấn đề về tâm lý của con khi mà con nằm trong bụng mẹ nữa. Đúng rồi, cho nên là các ông chồng ơi, đã lỡ đưa người ta tới công viên rồi á, thì thương cho trót. Đưa luôn đi mấy chục vòng đi, cũng mình cũng bảo vệ và mình cũng rèn cho sức khỏe của mình nữa. Chứ đừng có đưa tới xong rồi kêu em đi rồi anh chở về. Kỳ lắm. Em sanh trước ngày dự sanh một ngày. Một ngày thôi dạ. Hả? Ừ. Là nửa đêm là thấy đau bụng nhưng mà ít thôi. Nên là em chưa có đi vô bệnh viện. Thì đến 6 giờ sáng thì mới bắt đầu đau nhiều. Thì mới là kêu chồng chở vô bệnh viện. Và khi mà vô thì bác sĩ đo là nở được 2 phân. Và đến 9 giờ thì nở được 6 phân. Nhưng mà ở bên trong thì không nở đủ. Và đặc biệt là tim thai bị yếu. Nó có nhiều tầng á Lan. Nó có nhiều cửa. Vậy thì sao? Dạ cho nên là bác sĩ thì chỉ định mổ. Nhưng mà gia đình chồng thì lo lắng cho em, sợ là bị tác dụng phụ sau mổ. Chị xin bác sĩ là cho em chén chờ thêm một chút nữa đi. Nhưng mà bác sĩ nói là chờ đến giờ chót là 3 giờ chiều thôi. Nếu mà không nở đủ nữa là buộc phải ký giấy mổ. Còn nếu mà gia đình không chấp nhận thì bác sĩ phải buộc ký giấy chuyển viện. Chứ bác sĩ không thể theo ý của gia đình được nữa. Đúng rồi. Dạ. Đến 3 giờ thì vẫn không nở luôn. Cho nên là chồng em ký giấy cho em mổ luôn. Dạ. Cũng. Tại vì nó liên quan đến thai nhi. Dạ. Thật ra thì cũng còn may mắn là anh chồng ảnh vẫn còn sáng suốt trong cái việc là ký giấy để mổ. Chứ có rất là nhiều cái sự can thiệp của phía bên gia đình chồng và chồng rằng là cứ nhất quyết là phải sanh thường để tốt cho con. Họ chỉ nghĩ đến câu chuyện là sanh thường thì sẽ có sữa và sẽ tốt cho con, chứ họ không nghĩ đến cái mức độ nguy hiểm cho cả con lẫn mẹ. Thực ra quan trọng nhất đó là chúng ta hợp tác với bác sĩ. Đúng rồi. Bởi vì khi đã vào bệnh viện rồi thì hiểu rằng là chính họ mới là cái người hỗ trợ mình một cách chính xác nhất. Bởi vì họ có chuyên môn. Cảm giác thế nào? Dạ, rung cầm cập luôn. Xong rồi vô phòng mổ. Rung là vì sợ hay vì lạnh? Tại vì trong phòng mổ nó cũng lạnh lắm. Vừa lạnh mà vừa sợ. Tại em nghe nói là cắt vô cái da nó đau lắm nha. Cho nên là mình sợ, mình không biết cảm giác như thế nào á. Xong rồi khi mà nằm lên cái giường mổ á, thì bác sĩ chích tê, chích hai lần như mày không xi nhê luôn. Bác sĩ hỏi là có cảm giác gì chưa, đau nhất cái chân lên thử. Em nhích lên một cái một luôn. Đó, rồi bác sĩ cũng giả bộ lấy cây kéo nhấp vô cái người. Em ấy ra, cái là bác sĩ không thể chích được nữa tại vì hai mũi rồi. Hai mũi mà vẫn chưa thấm thuốc. Dạ, chưa thấm rồi luôn. Sao? Xong rồi bác sĩ chụp mê em luôn. Như vậy là lúc mà đem con ra được tới ngoài thì em đâu có biết gì đâu. Em không biết gì hết. Tức là lúc em tỉnh là em tỉnh trong phòng hậu phẫu thôi, chứ em chưa gặp được con đâu. Đúng không? Rồi. Ở đó thì cũng có nhiều người mổ cũng đang nằm mà sao ai cũng ra. Em chưa ra, cái em mới nói
cái em cứ năn nỉ bác sĩ, chị ơi cho em về phòng đi em gặp con chị ơi. Vậy đó, bắt đầu là chờ đúng giờ đẩy em ra để em gặp con. Vỡ hòa, nhưng mà ai cũng nói trời ơi sao giống ba quá, không giống mình một chút nào. Dạ. Ảnh cũng hết hồn, trời ơi sao mà giống anh dữ vậy em. Ủa gì kỳ vậy? Vì kiểu như là giống như là trúng quá, dạ. Trúng mùa quá rồi cái cũng bất ngờ hả? Cái câu chuyện mà mình về nhà nó sẽ rất khác với câu chuyện mà mình sanh ở trong bệnh viện. Dạ. Nó khác như thế nào? Thời gian đầu á, em chưa có làm quen được với lại giờ thức, giờ bú của bé, giờ chơi rồi à, cho nên là hầu như 1-2 tháng đầu á là em thức suốt luôn. Người ta nói là hả, em cứ ngủ đi, con ngủ em cứ ngủ. Đúng đi rồi. Rồi chừng nào mà con nó dậy, nó khóc thì em cho bú. Nhưng mà em không có quen á, em không an tâm, sợ mình ngủ quên đó. Nên là thức suốt luôn. Rồi từ 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 em mới tập lại làm quen được với bé. Không có biết cho bé tự lập ngủ. Phải ẩm, hai vợ chồng á, thay phiên nhà thức tới 3-4 giờ sáng. Là ẩm, vì cái gì? Vì mình thích ẩm con hay là vì mình thấy con rồi mình sợ? Hay là con nó có đòi một cách dạ, khốc liệt không? Dạ con đòi. Con đòi bế mà phải bế mà đi quanh nhà. Hai chồng cứ bế đi quanh nhà rồi thay phiên nhau rồi tôi mỏi tay quá rồi anh bế đi đó, cứ hai vợ chồng vậy tới 3-4 giờ sáng cứ thả xuống là khóc đó. Cho nên là em mới lên mạng em tìm hiểu về cách cho bé ngủ, ngủ là tự lập. Dạ ngủ tự lập là khóc xong rồi ngủ. Đó nhưng mà hai vợ chồng cũng giấu gia đình. Giấu rồi. Bằng cách nào? Tại vì tiếng khóc của con nít mà. Dạ thì giờ nào ngủ gia đình không có nhà mình tập mình để đó cho nó an tâm. Dạ tại vì ngủ riêng á cho nên là cũng đỡ một phần nào, hai chồng bật tivi nghe nhạc rồi cũng may là em bé tập khoảng có 1-2 ngày là ok đâu vào đấy hết. Tới bây giờ con hợp tác vợ chồng thì đồng lòng. Vậy là tiếng khóc ban đầu của con là do vợ chồng em tự tập cho đúng, con đó. Mặt em đúng. Ác lắm á chị. Không, mặt em đúng ác. Không, mà đúng thật. Tại vì sao? Cũng khó tránh. Tại vì cái gọi là cái tâm thế làm cha mẹ, chúng ta không thể nào mà về mặt lý thuyết người ta mô tả về một đứa trẻ như một đối tượng đang được nghiên cứu, cho nên người ta tả nghe nó gọn ghẽ lắm, người ta tả nghe nó đơn giản. Nhưng mà khi mà mình ở vai trò làm cha mẹ, tức là chúng ta có dính líu về mặt tình cảm với đứa trẻ, trời ơi nó khóc một cái là ruột mình nó trào lên mấy cái chứ đâu phải giỡn đâu. Có nghĩa là bản thân chị trong những cái lần mà tập cho con có những cái thói quen cũng phải đối diện với cái chuyện đó. Nhưng mà may mắn là gì? May mắn là em có đồng hành. Dạ. Tức là chồng em đồng hành. Thực ra trong cái giai đoạn này mà chỉ cần thêm một cái nhiễu một tí nữa thôi. Ví dụ đúng như rồi. Là một cái bình luận, một cái sự xen vào của một ai đó cho rằng là chắc không được đâu hoặc là tội nghiệp nó quá, là nói thiệt luôn á là coi như là bỏ cuộc liền. Bỏ sông bỏ biển hết. Nhưng mà coi như là may mắn vì mình đã có được một cái người hợp tác mà con cũng chịu hợp tác. Dạ. Điều đó có nghĩa là ngay từ đầu mình đã bị con đánh lừa bằng một vài những cái hành vi và mình cho rằng là trời ơi như vậy tức là nó khóc giả đề nè, tức là nó ABCD nè, bây giờ phải vậy, cái sau đó cái tự drama đời mình lên, tự làm cho đời mình trở nên ồ rất nhiều bi kịch, rất nhiều chướng ngại. Nhưng mà chị nãy giờ chị thắc mắc một chuyện rất lớn nha, tại vì nếu như mà theo như em tả là đến khoảng là 2-3 tháng đầu là em bị xáo trộn toàn bộ cái lịch trình của em vì cái việc chăm con. Điều đó có nghĩa là thức đêm mà 2-3 tháng là nó cũng tổn lắm, nó cũng khốc liệt lắm. Em ơi vậy sao cái đứa thứ hai nó tới sớm dữ vậy em? Tại sức ở đâu ra? Không có, tại thức đêm đó chị. Thức đêm thì nó lòi ra đứa dạ. Ngủ là nó khác rồi. Ngủ là khác rồi. Sao tự nhiên bữa nay tôi khờ dữ vậy trời. Nếu như mà bé tha sau của em là bao nhiêu? 4 tháng. Mà đứa đầu 18 tháng thì đúng rồi, có nghĩa là cái đứa lớn nó đâu tầm khoảng chừng 3-4 tháng gì đó là mình đã có bé thứ hai rồi. Như vậy thì lúc đó thực sự là có phải như chị Lan nói không? Tại thức quá không biết chuyện làm chuyện gì. Cũng là do em không có nghe lời người xưa. Người xưa hay nói là nếu như mà mình sanh được bé lầu rồi đó là coi như là hai vợ chồng hợp rồi đó, là đụng là sẽ dính luôn. Người xưa nào hay dữ vậy trời. Nhưng mà rồi sanh xong là phải người nha. Các em nghĩ là trời ơi à, đó giờ 2 năm rồi không có, chẳng lẽ giờ đụng cái có. Thôi không ngừa là em thì đụng cái dính luôn không trời hay. Đó giờ là đó giờ, em còn bây giờ là từ giờ trở đi mà. Vậy thì mình vừa mang bầu nè rồi vừa chăm bé sơ sinh, nó rất là cái khó khăn nó sẽ chồng chất. Vậy cái sự hỗ trợ của chồng em trong cái giai đoạn mà em nuôi con rồi có bầu tiếp đứa thứ hai như vậy, em có đón nhận được nhiều hay không? Cũng may mắn là chồng cũng lúc nào cũng kề bên á. Em sanh thì chồng lo lắng chăm sóc suốt 24/24 luôn, rồi tự lau cửa mình cho mình luôn. Dạ. Bản thân mình ấy, thì phụ nữ còn thấy là cứ là ghê nữa. Nhưng mà chồng thì cứ bình thường và vui vẻ, cho nên là mình cũng thấy đỡ một phần nào đó. Anh làm điều đó một cách tự nguyện hay là phải được nhờ?
Dạ tự nguyện luôn chị. Vậy là cuộc sống gia đình rất là vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm, dạ. Không có cái chuyện gì để phải bàn cãi hết, đúng không? Dạ. Có cái điều gì trong cái việc chăm con của anh mà em cảm thấy là khen thì khen thiệt nhưng mà vẫn có những cái nó vẫn lấn cấn lợn cợn không? Thật ra em biết nè. Trời ghê vậy Lan. Ở trong hậu trường em có nghe rồi. Trời ơi. Thôi mai mốt chơi không đánh lẻ gì, chơi đánh lẻ thì lại chơi lại MC rồi. Trời. Em nói cho chị nghe, mình gặp khách mời mình phải lại mình nói chuyện với khách mời chứ. Trời ơi. Trời ơi. Mai em phải quan tâm ghế rồi chứ. Giờ tôi ngồi tôi đợi trước luôn quá. Để ra nãy bạn này có chia sẻ một cái câu chuyện là hả anh chồng anh rất là mê chơi bida. Ủa thiệt không em? Dạ, rất là hay xin đi chơi. Khoan, lúc đó là biết từ hồi trước cưới hay là sau này mới biết là ông có cái mê đó? Dạ, trước cưới là đã thấy ông mê rồi. Đi nhiều hơn. Nhưng mà nói nhưng nghe mà sau cưới thì hạn chế. Thường á, các bạn nữ có cái tính rất ngang ngược. Đó là trước cưới đúng không? Cái thấy bạn chấp nhận á. Mà đặc biệt là vậy nè, thấy bạn trai mình mê pizza đúng không? Cái cảm giác là ảnh hôn Trang Nam Nhi đứng hay cầm cây gậy pizza đúng không? Bác trời ơi, nó xoái ca gì đâu. Đó, nhưng mà sau khi cưới xong rồi cảm thấy muốn cầm cái cây nó đánh không ngược lại dễ sợ. Anh có nói là một tháng cho anh đi một hai lần à, nhưng mà một lần á anh nói là anh đi 2 tiếng thôi mà thường người tới 4-5 tiếng rồi mới về. Đúng rồi, và đặc biệt là khi mà ra khỏi nhà một cái là em gọi là không bắt máy luôn. Người ta đang đánh pizza, em nghĩ cái đánh pizza cái thao tác của nó là hai tay rồi bắt máy cái đường nào. Nhưng mà mình với tâm lý ở nhà mình trở về đúng. Chưa tới giờ rồi chưa thấy về nữa đã bắt đầu mình quạo nóng lên liền nổi lửa trong người nổi lửa trong người luôn gọi là không thấy bắt máy là càng tức hơn nữa là đúng rồi. Có khi là xách xe qua tới bây giờ qua tới chỗ luôn dạ, qua làm gì bệnh dạ, qua tới chỗ thì vẫn vui vẻ kêu chồng đi về em đi rước anh về nè dạ. Anh đứng đánh mi da mỏi chân chưa thiệt dạ. Không thiệt dạ. Không hay là qua tới rồi xách cái cây gậy rồi là người lý người ta cái nết này là của em. Cái nết này là của em nha, đó là những cái nết trong tất cả các vai diễn vai. Của em ừ. Thì đôi khi cũng đo đi đóng giày vai diễn nữa đó mà. Ôi chị kỳ quá. Thấy em cũng như là chăm một lúc mà hai bé như vậy rất là cực cho nên là cũng bớt một phần nào đó rồi lâu lâu thì mới đi lại một lần. Nhưng mà anh có khắc phục về cái vấn đề là mất uy tín trong cái chuyện giờ giấc chưa? Dạ chưa. Tới anh lâu lâu chưa? Mới đi một lần dạ. Mà đi một lần là nên rất là lâu. Đã. Nhưng mà sau mỗi lần như vậy á thì anh về anh nói gì với em? Ừ. Nhắn tin là em ơi đợi anh xíu nha, đừng có nóng nha. Đừng có nóng nha. Dạ, đừng có nóng nha. Vậy là bà hay nóng lắm. Còn nghe thấy áp lực dễ sợ. Thật ra thì anh chồng của cô gái này ơi, không phải là người ta không cho anh đi chơi pizza, cổ vẫn tôn trọng cái sở thích đó. Nhưng cái vấn đề ở đây là xin được nhắn gửi luôn cho các anh chồng khác, đó là các anh phải giữ lời hứa về giờ giấc của mình. Tại vì chúng tôi ở nhà chăm con mà với lại phụ nữ thì sẽ có những cái sự lo lắng nó nhiều hơn. Thì tới giờ rồi mà chưa về thì trong đầu tụi tôi luôn hiện lên những cái hình ảnh mà nó không có hay, tai nạn rồi này nọ hoặc bị này bị nọ nên tụi tôi rất là lo. Thì đó là cái lý do để tụi tôi nổi nóng trong những cái chuyện đó. Thì em nói thiệt với chị nha, trong những lúc mà mình nổi nóng như vậy á, thì các anh luôn nghĩ rằng là ủa sao mình khó khăn quá vậy. Cái chuyện mà mình đi chơi mình đâu có đi chơi gì bậy bạ đâu, mình đi chơi pizza thôi mà, đi chơi với bạn thôi mà, đâu có gì đâu mà khó khăn mà sao cứ hung dữ với mình. Thì ra được em cái này đó, chị nói tiếp đi để chị binh tụi mình đi. Thì đúng mà, khi chúng ta ở trong vai trò là một người vợ, chúng ta quan tâm đến chồng mình nó khác với một cái người đúng yêu rồi. Hai đó là chúng ta cùng làm mẹ và bên kia là làm ba của một đám trẻ. Thì cái việc mà chúng ta cảm thấy bất an khi mà họ đã không có xuất hiện đúng như cái kế hoạch đã định, điều đó nó làm nảy sinh rất là nhiều vấn đề. Thì cuối cùng anh cũng về nè, anh có bị gì đâu. Nhưng mà lúc đó thì nó lại chuyển qua cơn tức. Tức là các anh phải hiểu rằng cái cơ chế và cái diễn biến tâm lý nó sẽ đi từ cái chỗ nào. Đi từ cái chỗ một là kỳ vọng, đợi đúng cái giờ đó chồng về, chồng không về thì lo. Mà lo xong rồi mà chồng về thì chuyển qua tức chứ. Tại vì sao nãy giờ mình bỏ công mình lo quá lo. Đó bây giờ về con người nguyên vẹn vậy nào coi tức không. Và điều đó nó làm cho mâu thuẫn gia đình nó trở nên căng thẳng. Thực sự thì chúng ta cũng nên có những cái cam kết. Chính cái tính cam kết này nè, nó là những cái hình ảnh rất là tốt để chúng ta cùng nhau dạy con. Bởi vì hình ảnh một bà mẹ ngồi ở nhà đợi chồng càm ràm lo lắng, nhầu nhĩ cái gương mặt, nó không phải là một hình ảnh tích cực đối với đứa trẻ. Chúng ta sẽ rất khó để có thể dạy tiếp cho con mình rằng con hứa cái gì thì con phải có trách nhiệm với lời hứa của con. Khi mà con không thấy được cái điều đó trong cái sinh hoạt của ba mẹ thì bây giờ con cũng rất khó để hình thành cái hành vi theo kiểu đó. Như vậy thì điều quan trọng ở đây là chúng ta đang làm mẫu cho các con, chứ không chỉ đơn giản đó là vì tôi chiều vợ hay là tôi sợ vợ nên tôi phải làm điều đó. Hay quá chị ơi, đây là một cái câu nói mà thật sự là bản thân em cũng muốn nói từ rất lâu rồi nhưng mà em không có. Bớt ác lại nè, bớt ác không lại có.
em không có đủ cái kiến thức cũng như là không có đủ cái câu chữ để em nói một cách mà nó rõ ràng và nhẹ nhàng nhất. Đó là cảm ơn chị Tô Nha. Cảm ơn Lan. Chúng ta hãy đến với một cái tiết mục gọi là nhắn gửi đi hả? Chưa hả? Tới đoạn bút lịch đó. Hồi nãy là người ta đã nói cái vụ bút lịch rồi, bút lịch sớm rồi. Bút lịch sớm là tại vì bữa thức khuya nhiều quá quen. À, xong giờ đến đứa thứ hai 4 tháng rồi nè. Dạ. Đúng không? Người bút lịch lại nữa chưa? Dạ bút đó, thấy chưa? Ủa em ơi, vẫn không tin vào chuyện người xưa nói hả em? Lần này là có ngừa rồi chị. À có ngừa. Dạ. À người xưa ơi, con có nghe lời và con đã có ngừa. Cảm ơn anh thời gian qua đã ở bên cạnh em, hiểu và chăm sóc cho em, đặc biệt là những cái khúc mà em như vậy đó. Như vậy là em sao vậy? Nói rõ ra. Nóng tính. À em nóng tính. Ừ. Dạ. Mà anh cũng bỏ qua cho nên là em cảm ơn anh rất là nhiều và hy vọng là tình cảm của hai vợ chồng vẫn sẽ như vậy đến sau này. Thôi cho vậy thêm vô một tí là hy vọng là đó, để cho cái câu chuyện nó đẹp hơn thì anh chồng hãy giữ lời để cho cô vợ cũ đừng có nóng tánh luôn đi ha, nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Ừ. Anh ấy ơi, bây giờ thay vì xin đi 2 tiếng thì xin hẳn 4 tiếng luôn đi, để người ta khỏi phải đợi. Vậy đi ha. Đúng rồi. Rất là cảm ơn câu chuyện của bạn đã mang đến cho chương trình Chat với Mẹ Bỉm Sữa ngày hôm nay.